Tiếp theo thì chúng tôi chia sẻ với quý vị, đây là một cái điều mà chúng ta biết thì ở bên Đài Loan, quý vị biết thì hiện nay Bộ Ngoại giao, ngay cả Bộ Nội vụ của họ và văn phòng của chính phủ, họ thông báo đối với lại các cựu quân nhân và các nhân viên, cựu nhân viên cảnh sát là không nên đi du lịch tới Trung Cộng. Trời ơi, tôi theo dõi quý vị biết là có một số đã bị theo dõi từ bên Đài Loan đi qua du lịch Trung Cộng, mà trước đó là quân nhân và cảnh sát, sau đó thì họ về hưu rồi hoặc là họ chuyển ngành khác qua, họ không còn làm ở trong lực lượng quân đội hay là cảnh sát nữa, nhưng mà đến Trung Quốc bị bắt cóc hoặc là bị bắt giam. Trời ơi, vì biết nữa, ở bên hiện nay giờ bên Đài Loan họ thông báo như vậy, họ thông báo rằng là đừng đến Trung Quốc, nếu đi du lịch đâu cũng được nhưng mà đừng đến Trung Quốc nếu từng là sĩ quan ở bên quân đội của bên Đài Loan hoặc là sĩ quan cảnh sát. Họ theo dõi, còn lính quèn thì chắc không, sĩ quan họ theo dõi, họ có thể gây khó dễ.